quẹo qua đây với mẹ. Đi quẹo qua đây với mẹ. Quẹo đây với mẹ nè. No no no. Ngồi lên đạp đi ra đây, không có cần phải bước xuống đẩy đâu. Đạp đi con, đạp chân, bỏ chân lên đạp. Đúng rồi. Bỏ chân lên. Nhìn mẹ nè. Không có té đâu nha. Nhìn mẹ. Ok. Thích không? Con thích không? Đạp đi, đạp đi, đạp đi. Quẹo ra, quẹo ra, quẹo ra đây. Quẹo ra mẹ. Ừ, đúng rồi, quẹo ra. Good. Con sao? Con sao? Út đâu rồi hả? Út đi làm. Cha mày giờ mày hỏi Út. Rồi. Ricky cháu rồi. Ricky hả? Ricky đi học. Quanh lại, quanh lại, quanh về nhà. Ok, rồi. Bỏ hai tay đây. Ừ. Rồi lái xe về nhà đâu? Lái xe về nhà đi. Đây à, ở nhà đó ha. Ờ, quẹo qua hướng đó, quẹo qua con. Con quẹo đâu vậy? Quẹo qua đây. No, con cứ ngồi đạp, con cứ ngồi đạp. Ừ, con cứ ngồi đạp đi, rồi đạp đi. Đúng rồi, đạp hướng qua đây, đúng rồi. Đúng rồi, chạy thẳng theo mẹ nè, chạy theo mẹ nè, thẳng. Ừ, đúng rồi, đi hướng mẹ nhanh lên. Rồi lên, để chân lên. Ừ, đi theo mẹ, đi theo mẹ. Đạp luôn á, đừng có dừng. Rồi, nhìn mẹ nè, nhìn mẹ nè. Nhìn lên, ừ, nhìn mẹ, đi theo mẹ. Rồi, đi theo mẹ. Nhìn mẹ nè. Người ta nói chuyện, bà ơi, bà làm việc, bà nhiều chuyện quá, nhìn mẹ nè. Đắp đi. Nhìn mẹ nè, nhìn mẹ qua đây, hướng đây nè, quẹo đây nè con. Quẹo đây với mẹ, quẹo đây với mẹ, đắp đi. Đắp đi, hướng thêm. No, 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 đạp, đạp, con lên ngồi, con ngồi yên đạp. Con ngồi yên, con đạp đi. Ừ. Con không cần phải. Hướng qua đây mẹ nè. Ừ, đúng rồi. Chạy lên nhà luôn con, chạy lên nhà, đạp đi. Con đạp rồi nó chạy rồi, chạy lên nhà luôn. Chạy vô nhà, chạy vô nhà. Vô nhà đâu? Quẹo vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô. Đạp vô, đạp vô, đạp vô. Ok, đạp đi ngồi nói chiều quá. Để chúng con đạp, ừ. Quẹo vô, đúng rồi. Ừ, đạp lên đây nè, đạp lên theo mẹ nè. Đạp lên theo mẹ. Sao? Con muốn xe qua đây. Con muốn lên nhà luôn hả? Rồi đạp đi con đạp. Xuống cho mày dắt lên này con đạp lên. Dạ mẹ, ok cha mày. Rồi lên đây nè đạp đi, đạp lên. Rồi đạp đi, để chân lên, đạp lên. Rồi lên nổi không? Đạp, đạp luôn vô nhà luôn. Vô nhà luôn, vô nhà luôn. Yeah, vậy là được rồi đó. Chiều nói ra đi. Sao? Chiều nói ra đi, đi Âu Anh chiều nói chị Nheo lấy xe đi chạy với con nha, chịu không? Dạ mẹ. Ok, giờ đi mình đi ăn sáng à. Ok.